Đấy. Hai vợ chồng nhậu nhẹ. Cho em cái hộp sò cho đi. Mà sao? Thì yên tâm nhậu mốt qua phòng tao nhậu tao rửa cho. Hiểu không? Không, y nói mà mốt Lự với thằng Quang có nhậu á là qua bên phòng em nhậu, nhậu xong rửa cho.
đen. Ủa, tới chị hả? Tới chị hả? Ngon lắm. Tới chị. Tới chị Phượng. Ôi, bây sao bây giờ em không biết chữ. Kết nối Bluetooth. Mình biết rồi.